Bầu cử Tổng thống Mỹ, nhiều thùng phiếu bị đốt cháy. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Các thùng phiếu ở Portland, bang Oregon và Vancouver, bang Washington đã bị phóng hỏa vào sáng ngày 28 tháng 10 trong những vụ việc mà nhà chức trách Mỹ tin rằng có liên quan tới nhau. Báo ABC News dẫn tin từ sở cảnh sát hai thành phố trên cho hay, có một chiếc ô tô Volvo đã xuất hiện tại cả hai hiện trường và thiết bị chống cháy bên trong thùng phiếu bầu đã không kích hoạt. Cảnh sát Portland cho biết, hành động trên là có chủ ý. Tại Portland, có 3 lá phiếu bị hư hại trong khi ở Vancouver có khả năng hàng trăm lá phiếu bầu bị đốt ra trò. Cục cảnh sát Portland cho biết, một thiết bị gây cháy đã được đặt trong một thùng phiếu trên vỉa hè ở quận Central City. Vào thời điểm cảnh sát phản hồi báo cáo lúc 3 giờ 30 phút sáng, nhân viên an ninh tại khu vực đã dập tắt được ngọn lửa. Cảnh sát Portland đang tiếp tục điều tra vụ việc và cho biết sẽ tăng cường tuần tra quanh các thùng phiếu. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, nửa tiếng sau khi vụ cháy thùng phiếu bầu được báo ở Portland, cảnh sát Vancouver phải ứng phó với một vụ việc tương tự. Theo video ghi từ hiện trường, có thể thấy lửa và khói bốc lên từ thùng phiếu gần bến xe trung chuyển Fisher's Landing. Cảnh sát Vancouver đã đến dập lửa và tìm thấy một thiết bị đáng ngờ ở cạnh thùng phiếu. FBI đang điều tra và chưa có thông tin chi tiết nào được công bố. Tuần trước, một số lá phiếu cũng bị hư hại ở Phoenix sau khi một thùng thư của Bưu điện Mỹ bị đốt cháy. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm, người này thừa nhận đã đốt phá nhưng cho biết vụ việc không có động cơ chính trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.